Cháu người kiếp nạn của Dương Tử, Đang Yên đang lành bị Faustin Standy bay vô thùng rác. Chúng mày phải Tiểu đi xuống. Tiểu Yêu đi. Ờ, ừ... Độ hot khiến bất cứ ai cũng phải thèm thuồng. Khi chỉ ở nhà vẫn trở thành đề tài bàn tán số 1 của đại hội chiêu thương. Ừ. Không tham gia đại hội chiêu thương song cái tên Dương Tử vẫn trở thành đề tài bàn tán nhiều nhất. Thậm chí sự kiện đã kết thúc được vài ngày rồi, nhưng những câu chuyện xoay quanh nữ diễn viên cùng bộ phim sắp lên sóng của cô vẫn chiếm spotlight. Còn nhớ tại hôm sự kiện diễn ra, đoàn phim Trường Tương Tư tới tham gia, tuyên truyền cho phần 2 của phim sắp lên sóng. Góp mặt tại sự kiện này có đàn kiện thứ, Trương Văn Ý, Đặng Vi và Vương Hoàng Nghị. Bốn mỹ nam của Trường Tương Tư đều có mặt, chỉ thiếu nữ chính Dương Tử và đã được thay thế bằng Stanley. Câu chuyện bắt đầu gây tranh cãi khi ba người gồm Trương Văn Ý, Vương Hoàng Nghị và Đặng Vi đều tỏ ra thờ ơ trước những câu hỏi liên quan đến tiểu yêu, nhân vật của Dương Tử. Đỉnh điểm là khi MC nhắc khéo ba anh đưa stand của Dương Tử cùng đi xuống thì cả ba coi như không nghe thấy. Chỉ đàn kiện thứ trong lúc giao lưu có đáp lời về câu hỏi liên quan tới tiểu yêu. Anh cũng thoát nạn vụ bê Stanley đi xuống do phải ở lại sân khấu để PA bộ phim tiếp theo của mình. Sau sự kiện, Dương Tử bị chê cười khá nhiều, còn ba anh kia cũng nhận về không ít lời chỉ trích. Tưởng như nói qua một ngày rồi thôi, nào ngờ mới đây, Sina lại khiến câu chuyện lần nữa gây tranh cãi khi stand của Dương Tử bỗng bị vứt chồng ngược trong thùng rác. Điều này làm netizen vô cùng bức xúc với Tencent. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu kỹ lưỡng thì biết đó chỉ là ảnh Photoshop. Khi không dương tử lại lên hot search và thành chủ đề bàn tán chỉ vì chiếc ảnh Photoshop quá đáng. Nhiều người cho rằng độ hot của dương tử quả là không đùa được. Dù không xuất hiện tại đại hội chưa thương nhưng tên của cô vẫn được nhắc tới rất nhiều. Một số fan nghi ngờ chiếc ảnh Photoshop kia là do fan nhà đối thủ hãm hại dương tử. Song thời điểm hiện tại, fan của dương tử đi gây hấn không ít nhà để xác định được fan nhà nào làm còn khó hơn lên trời. Tại buổi chiêu thương, ngoài bốn mỹ nam thì chỉ có địch lệ nhiệt ba được xem là đối thủ lớn của nữ diễn viên nhưng chẳng có bằng chứng nào xác định là pha nhiệt ba làm